Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị chưng cá nha bà con. Thì ở đây Lan có mua con cá snapper, nó dai hơn cá chẽm nha. Thịt nó dai ngon hơn nên Lan mua cá snapper. Con này hình như ký mốt nè. Đó thì chưng cá thì ở đây có nước sốt chưng cá nha. Ở bên này thì có nước sốt chưng cá sẵn luôn bà con. Đó, nước sốt chưng cá. Chưng theo kiểu người Hoa nha. À, đây có ớt, gừng, ngò, hành. Rồi chút xíu nó lăn cua luộc thêm cải ăn ăn thêm với chung với cá, cá chưng nha. Rồi Lan mời bà con vào bếp với Lan, mời cả nhà. Con cá Lan rửa cạo sạch rồi nha. Bây giờ Lan để nó vô đây, Lan chế sơ ngang nước sôi cái Lan lấy ra Lan mới đi chưng nha. Rồi đây Lan có nấu sẵn một ấm nước sôi gì Lan chế lên cho nó. Con cá nó săn lên gì nè, thế cho vật nó đẹp đó. Rồi Lan mới đi chưng đó nha. Xong rồi bây giờ Lan đẩy nó ra. Lấy nó ra Lan để qua cái dĩa đi nha. Rồi bây giờ Lan bắt nước sôi rồi nha, Lan để cá vô Lan hấp. Để cái dĩa hơi nhỏ và con ơi. Cá hơi lú ra chút xíu của giặt nóng. Rồi bây giờ Lan đậy nắp lại nha, mình hấp cũng vừa vừa nghiến. Lan hấp nó nửa tiếng nha. Rồi bây giờ Lan sắc ớt nha. Lan đè làm nó dẹp dẹp tại vì nó sắc như vậy. Đừng nó lại gì mình sắc chứ. Gì nó sợ nó dài nè, để nó qua đây đó. Rồi bây giờ Lan sắc gừng nhé, càng mỏng càng tốt. Càng nhuyễn thì càng ngon bà con. Rồi Lan sắc rồi nha, đó đây, đây. Để nó đây. Rồi Lan đồng thổi. Để đây chút xíu nữa là bỏ tỏi để lên trên con cá. Rồi giờ Lan để nước tương ra nha, cỡ nửa chén. Rồi nửa chén nước tương rồi các bạn. Lan đổ nó ra đây nha. Lan để chút xíu đường, chút xíu bột ngọt nha, không có để muối nha. Để Lan nghiền thử cho nó sạch. Lan thấy được rồi đó. Rồi, bây giờ nãy giờ là nó được hơn 20 phút rồi nha, gần 25 phút rồi bà con. Giờ Lan xôm thử coi nó chín chưa nha. Mình xôm mà nó đi xuống ngọt là nó chín rồi đó bà con. Đó, chín rồi nè. Đó, nó nghĩ là nó chín nha, xôm xuống ngọt vậy đó. Rồi bây giờ Lan dời cái con cá qua bên kia. Lan làm nước sốt.
tiền lần xăng tháng cho nó sót ra nha, cho nó sôi lên. Rồi cái nước tương là nó sôi lên gì là được rồi nha. Lan để lửa thiệt là nhỏ cho nó còn nóng nha. Lan chắc bỏ cái nước cá này nha, không có lấy cái nước cá này, chắc bỏ. Lan giờ nó qua cái đó, Lan để nó qua cái dĩa này nha. Đó gừng đồ lên nha. Rồi bên đây cái chảo nước tương nha, Lan để gừng vô đây, gừng vô đây nữa. Thuộc gì dưa hành dưa gừng nè bà con, dưa hành dưa gừng luôn rồi. Đây. Rồi bây giờ Lan chế nước tương lên nha. Chế nước tương lên. Rồi bên đây Lan để tỏi, rồi tỏi vô Lan thử nha, với dầu vô ăn với tỏi. Đây hành này nó này là ăn hành trên cơm nè. Rồi đây nha, bây giờ Lan xối mỡ tẩu lên trên cái nữa nha. Đó dẫn rồi xong, bài bên bố chặn ngồi trong dâu nó dẹp nãy giờ, bài bên bố chặn rồi xong rồi bà con ăn đó, hấp dẫn không? Ui dạ nóng. Hello chào cả nhà, Lan đã chưng rồi con cá snapper nha bà con. Không biết snapper tiếng Việt kêu bẩn biển biết là chồng. Lan không gành cá biển nha, nhưng cá này thì cái thịt nó dai hơn là con cá chẽm nha, nó ngon, nó dai hơn cá snapper đó. Cá snapper thì cái thịt nó dai, nó ngọt nha bà con, nhưng nó không có béo bằng cá chẽm nha. Rồi Lan có luộc thêm một bó bông cải xanh nha, loại nhỏ nè. Bông cải xanh loại nhỏ này ăn ngọt ngon lắm. Lan có luộc thêm cho anh Liêm anh có ăn với cá. Mời cả nhà cơm. Cơm với gì? Bươi vậy đó. Cơm với cá. Cá gì? Cá gì? Cá gì? Cá gì quên cơm. Cá chân gừng hành. Chân gừng hành mà. Cá snapper, cá snapper. Snapper. Cá snapper. Trời ơi, ông đó bụng ăn hết con nào anh. Lan không ăn cơm nha, cho anh Liêm ăn thôi. Ăn từ từ đi, bỏ đói quá trời. Linh đình. Linh đình. Rồi. Cho mày uống. Cho mày uống. Rồi. Rồi thôi, đây em rồi. Dẹp ăn miếng cá nữa đi em. Rồi. Quá ngon luôn. Ngon quá. Cái cá này thịt nó dai hơn cá chẽm nha, cá snapper. Ngon hơn nhiều. Dai ngon hơn. Ừ, không ăn da.
No, what? Bị gì? Cá này nuôi vũ. Rồi. Nó vừa ăn anh để nước tương chi nữa hả? Thích để gì đó bà con, thích nước tương gì đó. Rồi. Thôi bye bye bà con đi em cúp. Mắc xương. Ok bye bye bà con, hẹn gặp lại clip sau. Ngon phải không? Tôi chuẩn ngon. Dạ. Phải không? Không có thua nhà hàng được nha bà con. Nó không có bị tanh nha. Rồi xin chào bye bye. Lan xin kết thúc viên. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan. Thành thật cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Hẹn lại clip sau. Bye bye ông xã. Bye bye.